cái vấn đề mà Afghanistan thì mình thấy cái hình ảnh nói chung là na ná Việt Nam ngày xưa, nhưng mà có thực chất á, thì nó không không giống đâu. À, thực chất cái cuộc chiến thì nó khác nhau, nhưng mà nó na ná, có một vài cái hình ảnh nó rất là giống. Hôm nay là cộng đồng mạng chia sẻ rất là nhiều ở trên cái tòa nhà và cái trực thăng nó đón gọi là ngụy Afghanistan đi á, thì chúng ta nhớ lại cái hình ảnh của ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái hình ảnh mà phải nói là ê chề, dùng từ ê chề cho cái chính quyền gọi là ngụy á, Mà dạo này thì mà khi mà nó Afghanistan sai. nó Afghanistan mà người Pakistan mà nó được đón sang Mỹ là nó chia phần ăn mẹ hết của mấy bác ba sọc của thế của thế. À, mình thấy nước Mỹ mà dựng lên cái chế độ nào thấy chế độ đó nát, Là thất cũng bại nói lắm, vậy thôi. kém cỏi. Trong khi Việt Nam mình thì đâu có gì ghê gớm đâu, mà mình dựng lên cái ông chế Campuchia của Hun Sen bây giờ mấy chục năm vẫn ok đúng không? Chứng tỏ Việt Nam mình có tài lắm á. Việt Nam mình chỉ cần 10 năm thôi, còn trong khi Mỹ quất 20 năm mà cứ còn đi phát là mất luôn, cứ đi cái là mất luôn. Không Ở không Việt tuần Nam mình ok chứ, Việt thứ 15 Nam mình qua đập là Pol Pot, mà trong khi Pol Pot là ai, Thái có Lan, danh Trung dự Quốc, Mỹ nó hỗ trợ cực kỳ nhiều mà cũng chết, đâu sống nổi. Bây giờ là không nghe nói rồi, nói tới đúng không? Còn như Việt Nam mình hoặc Afghanistan nè, đi cái là chết, đi là chết. Cho nên là thôi đừng đừng làm tay sai Mỹ, làm tay sai Mỹ trước sau đu càng, mà cộng sản thì không biết đu càng, cho nên cộng sản sẽ không bao giờ làm tay sai Mỹ. Nói chung nhà báo thì cũng có nhiều dạng, cái nhà báo mà viết về kế hoạch hóa gia đình với trẻ em thì làm sao mà biết được chỉ, thế nói nhiều khi nó mắc cười lắm. đúng Sự báo là phải rồi chuyên về viết về đúng chính trị, về lịch sử đó, thì anh cứ rồi mà anh cứ thân đúng. Báo đúng viết chữa đẻ đồ thai nhi đồ làm sao nói chuyện với chị được. vấn đề này à. Vấn đề Afghanistan này em lúc đầu em tự tính là làm một cái live dài, nhưng mà thôi hôm nay mấy anh sẵn tiện nói thì em cũng góp luôn một số cái ý kiến của em. Thì em nghĩ là cái việc mà Taliban giành lại chính quyền sau bao nhiêu năm trời thì em nghĩ cũng cũng quy chung về một cái quan điểm quan trọng nhất á, đó là cái tính chính danh mấy anh ơi. Tức là một cái đất nước, một cái dân tộc mà người ta đang ở á, khi mà có một cái nhóm dân tộc khác hay là một cái nhóm binh sĩ của một đất nước khác khi mà đến lúc nào cũng mất đi cái tính chính danh hết. Tức là anh Đúng luôn rồi, luôn bị mang một cái hình bóng đó là kẻ xâm lược. Cho dù anh có đạo mạo cỡ nào, anh có khoác cái áo cỡ nào chăng nữa mà anh xâm nhập vào cái lãnh thổ của nước khác, anh vào một cái nơi ở của một cái người dân tộc khác thì anh đều là quân xâm lược. Mà khi anh đã là quân xâm lược rồi thì cho dù là cái Taliban á, nó có những cái cách đối xử mình theo nghĩ là về 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 đạo của nó có hà khắc hay chăng nữa thì cái người dân vẫn ủng hộ nó. Em có cái cuộc tranh luận ngày hôm qua, tối ngày hôm qua với một cái thanh niên bảo rằng đó là Taliban thắng á, là do bên kia yếu quá chứ không phải là do dân. Em nói thật chứ nếu mà không có một bộ phận người dân Afghanistan binh vực cho Taliban làm sao mà nó có thể trụ được suốt hai mươi mấy năm, nó có thể trụ được hết nơi này đến nơi khác được. Ít ra nó cũng có một bộ phận nào đó là binh vực cho Taliban, bởi vì đơn giản là gì, bởi vì cái người Taliban đó là dân tộc, đó là cái dân tộc của cái nước nước đó thì ít nhiều gì người ta cũng có cái sự gọi là gắn kết hơn. Còn anh bây giờ anh làm việc cho Mỹ, làm việc cho một quốc gia khác thì lúc nào anh cũng bị người ta coi là kẻ xâm lược. Nên em nói thiệt chứ bây giờ mà nếu như muốn lập một cái chính quyền theo cái kiểu mà ngoại bang mà khi xưa cái mô hình đó bây giờ rất là khó nha mấy anh chị. Em nghĩ là cái mô hình đó bây giờ rất là khó để thành công, nhất là trong thời gian lâu dài. Chưa kể là cái đặc thù của cái ta của cái đất nước Afghanistan này là gì? Là một cái vương quốc Hồi giáo, có nghĩa là xưa xa xưa á, nó cũng là một cái đất nước mà đạo Hồi, số dân đông cũng là người đạo Hồi. Trong khi người Mỹ là đạo gì? Mỹ nó là đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành. Nó đến đây nó cũng trái ngược rất nhiều về cái quan điểm về văn hóa xã hội tôn giáo. Thì theo em nghĩ là cái người Mỹ đưa vào trong đây á, họ xâm nhập vào Afghanistan, họ không có một cái mối dây liên kết nào để họ có thể trụ được. Họ trái ngược, cái văn hóa cũng khác, cái chủng tộc cũng khác.
rồi mang cái danh là kẻ xâm lược nữa, thì tất nhiên là cái đội quân đó càng ngày càng khó thành công. Còn mà cái diễn biến em chỉ có một cái hơi bất ngờ, mà không biết anh mấy anh chị nghĩ sao, nhưng mà em có một cái hơi bất ngờ là không kịp tụt quần. Cái kỳ này gọi là đánh mà không kịp tụt quần, không kịp đua càng luôn. Em mới coi trong vòng mới có mấy ngày, ủa sao mà đến được Taliban, quên đến được Kabul rồi. Mới có 3 ngày trời mà nó đã kéo quân về tới tận thủ đô rồi. Thì mình hơi bất ngờ là mọi chuyện diễn ra nhanh quá, không có kịp mà định hình được cái gì hết. Ngay cả ông tổng thống mà khi mà mới có buổi sáng thì ổng còn lên đài truyền hình thông báo này nọ, buổi tối thì bảo là bây giờ tôi đang có mặt ở Tajikistan rồi các bạn ơi, nha, tôi tạm biệt rồi, tôi ở nước khác rồi nha. Nói chung là nói thế này, bất cứ một đất nước nào mà khi mà bắt đầu gọi là cũng ráng cắn gà nhà đưa quân đội nào là đến đất nước nó xâm chiếm là nó thuộc về phi nghĩa, nó thuộc về là phi nghĩa, mà cái dân tộc, mà một cái dân tộc, khi mà dân tộc ví dụ bất cứ dân tộc nào là người ta không chấp nhận, người ta không chấp nhận được. Nó tùy theo, tùy thí dụ như bây giờ nếu mà mình nói vậy thì cái bọn mà gọi là chống cộng nó bảo là tại sao Việt Nam là đưa quân sang Campuchia, cái Campuchia nó khác, có nghĩa là giúp đồng bào cái nguyện vọng của người dân Campuchia thoát khỏi cái sự diệt chủng của Pol Pot, mà Pol Pot là tay sai cho những thực dân, nhá, cho như là người là chính quyền Pháp và Trung Quốc để mà giết cái dân tộc của họ, thì Việt Nam mới là cái người đi để cứu cái dân tộc đó, chứ không phải là đi xâm chiếm cái dân tộc đó. Nó hai cái nó khác nhau. Vấn đề mà áp cái tăng này có ý kiến giống như tương tự Tấn Phát mà mình hiểu rõ nó cái vấn đề ở đây nó cũng na ná giống như Việt Nam. Thứ nhất là quân đội của chính quyền Taliban á, chính quyền Afghanistan là được sự hậu thuẫn của Mỹ, đúng không? Quân số thì 300.000, rồi nói chung là trang bị vũ khí rồi so với Taliban thì hiện đại hơn nhiều, kể cả quân số, kể cả trang thiết bị vũ khí hiện đại, máy bay đầy đủ, trong khi Taliban nó khoảng chừng 50.000 quân thôi. Và chủ yếu là xài AK-47. Lâu lâu có khẩu B-40 hay là chống tăng, chứ không có một cái thứ vũ khí gì gọi là hiện đại hết. Sau này gần tới Kabul thì nó cướp được mấy chiếc máy bay Mi-27 của Liên Xô ngày xưa đó. Nói máy bay đó cũng không có đáng kể. Nhưng mà tại sao mình đặt một cái câu hỏi, tại sao một cái lực lượng vừa ít trang bị lại thiếu thốn, đúng không? Giống như quân du kích thôi, chứ không phải là quân đội. Taliban nó không phải là quân đội nữa. Nhưng mà tại sao nó lại tiến, nó đánh nhanh một cách thần tốc như vậy, trong khi quân chính phủ vừa được trang bị vũ khí hiện đại đó, rồi đông gấp 5-6 lần, mà tại sao lại thua một cách chóng vánh? Vấn đề ở đây là lý tưởng, là tinh thần. Cái này thực sự ra là mình nói về chính trị, là nó đã có cái sự bàn giao bên trong những người Mỹ, với lại cái chính quyền của Taliban, rồi tất nhiên nó mới đi đến được cái kết cục như vậy. Nó đã có cái sự thỏa thuận ngầm ở bên trong như vậy. Không phải vấn đề đây là sau này có thể là có những cái cuộc họp kiểu như của Ba Di với Lê Đức Thọ và Kissinger, nó sẽ lòi ra giữa Taliban và Mỹ. Ở đây Mỹ họ rút và họ giao lại toàn bộ cho chính quyền, nhưng mà thường cái chính quyền bù nhìn nó yếu kém về mọi mặt, cho nên là có vũ khí cỡ nào thì cỡ rồi cũng thua, bởi vì con người mới quyết định chứ vũ khí không quyết định. Nếu con người không sử dụng vũ khí hiệu quả thì vũ khí đó là giống đống sách vụn thôi. Đó, cho nên là ít nhất Taliban nó hà khắc hay nó như thế nào, nhưng mà nó có lý tưởng. Yeah. Còn mà cái đám mà dựng lên nó ăn sung mặc sướng, mà cái việc mà tham ô tham nhũng trong cái chính quyền Afghanistan của ông tổng thống này là cũng vô cùng gọi là nhiều. Tham ô tham nhũng ăn chơi phè phẩn thì làm sao mà có cái tinh thần để mà chiến đấu, giống y như cái chế độ ngày xưa ở Việt Nam mình thôi. Đó, còn mình so và nói liên hệ với Campuchia thì Việt Nam mình
qua đánh Pol Pot nó có một cái lý do rất là chính đáng thế này nè. Pol Pot nó gây hấn với Việt Nam ở 6 tỉnh biên giới phía Nam. Đó, nó giết biết bao nhiêu đồng bào. Ngày trước mình có xuống cái thị trấn Ba Chúc của An Giang, có một cái gọi là cái khu tưởng niệm nạn nhân của Pol Pot, nhìn thê lương lắm, xương là chất thành đống vẫn còn ở đó. Cái tội ác của tụi Pol Pot thì nó quá đó rõ ràng mà. Và nó cả tháng trời như vậy đó. Mà Việt Nam mình đã đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp, nhưng mà Mỹ hay Trung Quốc nó hậu thuẫn Pol Pot cho nên nó làm ngơ. Qua cái vấn đề mà Afghanistan thì thật sự là nó có một cái điểm chung của những cái chính quyền mà được Mỹ dựng lên ở nước ngoài, nó giống nhau, được trang bị đúng không, rồi được hậu thuẫn bởi nước Mỹ rồi đồng minh nhiều lắm, rất nhiều. Ngày xưa mà Việt Nam hoảng loạn vậy, so quân số là gấp đôi, gấp thậm chí có thời gian gấp gần 3 lần quân miền Bắc với lại cả gọi là chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam. Rồi vũ khí trang bị thì thôi rồi, vô vàng, nhưng mà cuối cùng thua vẫn thua. Và cái thua mà đáng lưu tâm nhất đó là không được lòng dân ủng hộ. Không được dân ủng hộ thì sớm muộn cũng thua. Thì rõ ràng ở miền Nam mình thấy hồi đó quân gì tụi nó gọi là Việt Cộng là ai, toàn là người dân miền Nam, người ta đứng lên người ta đánh đuổi Mỹ với Ngụy, chứ có phải người Bắc đâu. Đa số là người dân miền Nam cũng chắc chi chiến khu vào rừng sát, chiến khu Dương Minh Châu, dân miền Nam cứ Nga mới vui trưởng cứ nói là phải theo Mỹ thì mới giàu. Mình cứ thấy là ngoài Hàn Quốc ra, tức là những cái năm mà người ta cần đồng minh thực sự, bên này người ta đổ tiền và... những kẻ mà đem Hàn Quốc ra nói đem Việt Nam ra so với Hàn Quốc là những cái kẻ không có trái tim, chơi Mỹ mà giàu đâu mà bị Mỹ nó áp chế cái định chế của nó vào. Hàn Quốc nó giàu là nhờ gì? Nhờ chiến tranh Việt Nam. Nó giàu là nhờ chiến tranh Việt Nam. Nó qua Việt Nam nó đánh thuê được Mỹ hậu thuẫn, và nó hồi nãy chú Phú có nói nó ác kinh khủng. Hiện tại bây giờ có những cái khu tưởng niệm ở Bình An, ở Bình Định đó, một cái xã coi như là nó tới nó hơn 1.000 người là nó gọi là nó giết thảm sát nguyên một xã mà toàn phụ nữ trẻ em. Rồi bên cạnh đó còn những cái cuộc thảm sát nhỏ hơn đó. Đó thì đổi lại là cái gì? Đổi lại là những cái tài trợ của nước Mỹ để cho Hàn Quốc phát triển kinh tế. Thì nếu bây giờ chúng ta đem ra so, lúc đó Hàn Quốc nó bị thiệt, cũng kiệt quệ lắm, nhưng mà nó được, lúc mà nó làm tay sai cho Mỹ để mà đưa cái đội Hàn Quốc mà để mà tham chiến cho một cuộc chiến của Mỹ, để một cuộc chiến tranh mà ở tại Việt Nam đó, là nó được Mỹ nó cho nó đấu thầu những cái mà bạn như thí dụ như là những cái phục vụ cho cái cuộc chiến, ví dụ như là được sửa là những cái dàn xe này, những tất cả những cái gì mà của Mỹ, quân đội Mỹ á, khi nó bị hư hao thì cái đó là đưa về Hàn Quốc sửa, và nó được những cái ưu tiên của Mỹ mà cho nó về cái mặt vấn đề là đấu thầu về cái mọi mặt, rồi xong xả là chính cái hãng xe, những cái hãng xe Nissan của nó hay là hãng xe đó, nó đang kiệt quệ cũng nhờ Mỹ đó. Nó viện trợ và nó đã cứu cái tập đoàn xe hơi như là Nissan hay là Mazda, Nissan thì đúng hơn, để đổi lại Hyundai đấy. Chú nói với chú Phú nghe anh chị em này, chung quy á, cứ Việt Nam Cộng Hòa mới so Hàn Quốc thì rút cục lại á, là Hàn Quốc nó giỏi, còn Việt Nam Cộng Hòa quá dở. Tại vì nếu mà nói về cái nguồn đầu tư vào á, thì đầu tư vào Việt Nam Cộng Hòa thì nó phải khủng bố hơn cả Hàn Quốc, nhưng không biết lấy cái đó để mà phát triển kinh tế.
chỉ biết là phụ. Ví dụ như nói thế này này, lúc đó Việt Nam Cộng Hòa được tài trợ gấp mấy lần Hàn Quốc cơ, nhưng riêng Hàn Quốc tài trợ là để vứt vào phát triển kinh tế chứ không phải vứt vào cho trả lương lính cho các ông ăn mới lại cho quan chức ăn, phải bóp nâng buộc bụng này. Tiền Mỹ nó tài trợ là phát triển kinh tế, thế nhưng mà tiền Mỹ vứt vào Việt Nam Cộng Hòa để làm gì? Để các ông đớp hết, trả lương lính rồi là trả lương quan chức rồi là sâu xé tham nhũng chia sẻ. Đó, nếu mà Việt Nam Cộng Hòa mà cứ đi so như thế thì các ông phải biết xấu hổ là Việt Nam Cộng Hòa dở, Hàn Quốc nó giỏi. Đúng không nào? Mọi người công nhận là nếu mà cái lượng tiền đổ vào Hàn Quốc không thể so với Việt Nam Cộng Hòa được. Nhưng Việt Nam Cộng Hòa để làm gì? Để trả tiền lính, để trả tiền quan chức. Nhưng kia nó bắt phải thắt lưng buộc bụng để nó phát triển kinh tế. Em thì theo quan điểm của em là cái nguyên nhân mà Việt Nam Cộng Hòa thất bại, theo em nghĩ là cái chính sách đầu tiên của cái người thành lập đất quốc gia là sai ngay từ đầu. Có nghĩa là khi mà Ngô Đình Diệm thiết lập cái gọi là luật 1059 thì theo em nghĩ cái việc thiết lập đó nó hoàn toàn đưa cái thể chế đó đi xa lắm, nó không được lòng dân. Tức là khi một cái thể chế mới bắt đầu chớm nở thì anh lại sử dụng bàn tay sắt. Anh sử dụng bàn tay sắt để anh giết những cái người mà anh coi là khác biệt về chính trị. Thì theo em nghĩ với cái nước cờ đầu tiên đó đã sai. Và khi mà cái luật 1059 rồi những cái diễn biến hồi đầu năm 1963 với những cái sự kiện Phật giáo á, những cái sự kiện đó nó tiếp theo làm cho cái lòng dân ở phía Nam này họ không còn đi theo cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nữa. Theo em nghĩ là như vậy. Có nghĩa là người làm mà quản trị một quốc gia thì cái chính sách ban đầu rất quan trọng. Tức là cái chính sách đầu tiên mình giúp mình làm cái gì để phát triển định hướng đất nước rất quan trọng. Nếu như cái chính sách đó đã sai thì những cái chính sách sau anh sẽ rất là khó để mà anh gỡ được. Thì em nghĩ là khó mà gỡ được. Và đặc biệt là cái diễn biến vào đầu năm 1963 khi mà các cái sự kiện Phật giáo như các anh chị thấy là bà Trần Lệ Xuân bà nói những cái hành động để kích thích giống như là bà tưới xăng vào trong một cái mâu thuẫn lớn như vậy. Tức là cái mâu thuẫn nó vốn dĩ nó đã lớn rồi, nhưng mà bà nói thêm, bà kích thêm để cái mâu thuẫn nó càng ngày càng bung lên, càng to lên, và cuối cùng là không thể nào lấy lại được, không thể nào mà lấy lại được cái đó. Và từ đó trở về đi, đó là Việt Nam Cộng Hòa có muốn mà làm một cái gì chiến dịch quân sự gì đó để mà giành thắng lợi thì em nghĩ là không có. Tại vì sao? Tại vì người dân người ta đã ghét người, nó hơi yếu. Em nghĩ là khi mà người dân mà họ đã có ghét rồi á thì những cái hành động sau này của anh, cho dù là anh có như thế nào chăng nữa, là người ta vẫn ghét. Tại vì cái ý niệm của người ta là đã mặc định rồi, dần dần người ta đã hướng cái ý niệm rồi. Cái sự Việt Nam Cộng Hòa là hòa nhập nhanh quá mà lại hòa nhập nhưng lại hòa tan luôn, cho nên cái sự phát triển của người dân người ta không theo kịp, quan chức rồi là các thứ thì nó cạch cỡm, kiểu như là chuyển hẳn sang theo kiểu Tây phương, trong khi người dân chúng ta thì vẫn còn cái dân trí thấp, không thể nào theo kịp được, cho nên là áp đặt những cái định chế nó khác biệt quá. Chung là mình thấy có mấy cái nguyên nhân cơ bản để gọi là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa này không thể tồn tại ở Việt Nam. Cái thứ nhất là cái việc ra đời của cái chế độ này là không dựa vào cái sự không dựa vào cái gọi là cái bầu cử, đúng không? Không được cái người dân người ta đưa lên đó, mà là do một cái đế quốc bên ngoài nó đưa lên và nó đặt nằm ở đó và làm theo lệnh của một cái của nước Mỹ, mình nói thẳng nước Mỹ đó. Khi mình ngay cái lúc nó ra đời nó đã không chính danh rồi, cho nên Bác Hồ mới gọi là ngụy. Và cái thứ hai, nguyên nhân thứ hai là không được lòng dân, cái đó thì rõ quá rồi. Cái nguyên nhân thứ ba là nó không có đoàn kết. Chúng ta thấy không? 21 năm tồn tại thì đảo chính mười mấy lần. Cái thứ tư đó là quá phụ thuộc Mỹ và không tự đứng được trên đôi chân của mình. Đó, chúng ta thấy khi mà Mỹ rút một cái là ý xìu yếu nhất, y như là không tự, tại vì phụ thuộc riết nó quen mà. Bây giờ Mỹ rút một cái là không, coi là thua là cái chuyện đương nhiên. Và cái thứ năm là ăn chơi sa đọa và tham nhũng với buôn lậu thì khủng khiếp đó. Mà cái vấn đề mà ăn chơi sa đọa thì nó làm mất cái niềm tin của cái người dân. Cái thứ hai là nó làm suy yếu cái lực lượng
gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày xưa các anh chị chú Phú có nghe cái câu là gọi là lính kiển, lính ma đó, lính kiển có nghĩa là có sắc lính đó, có biên chế đó nhưng mà không có người, nghĩa là sĩ quan nó cho về để nó lấy tiền. Thứ nhất là nó lấy tiền trợ cấp, nó lấy cái tiền hối lộ của người họ dịch vậy đó. Cho nên là quân số có nhưng mà lính không có. Hồi xưa người ta gọi là lính kiển gì đó, lính ma đó. Lính kiển là nó phục vụ như tỉnh hay gọi lính kiển là những thành phần đó. Thứ nhất là người Hoa, cảm ơn quốc tịch Việt Nam, người Hoa. Một người, những thành phần gọi là nhà giàu hối lộ. Có nhà giàu có hối lộ tiền cho về thì họ chỉ là đi nghỉ quân thôi, nhưng mà ban ngày nghĩa thì về họ làm ăn, nói chung là họ làm ăn không à, à thế thôi, có tên nhưng mà là có mặt. Ngày xưa hồi cách đây năm 2003 có đi làm ở Thủ Đức thì có ngồi nói chuyện với một cái ông chủ nhà trọ. Ông đó là dân lính Việt Nam Cộng Hòa mà ông gốc Huế, ông đó giỏi lắm, ông thật sự ông không đi Mỹ mà ông rất giỏi. Ông là xưa là ông nắm cái dạng như là gọi là quân số của một cái đơn vị rất là lớn. Thì ông nói là ông kể mới biết cái vụ lính kiện, có nghĩa là khi mà đi lính thì giống như nhà có điều kiện vô là bắt đầu hối lộ cho chỉ huy, chỉ huy cho về đó. Thứ nhất là chỉ huy nó có tiền nè, thứ hai là bắt đầu cái tiền phụ cấp rồi các cái tiền quân tư trang ăn uống của người lính đó chỉ huy nó lấy hết. Cho nên là một cái đơn vị ví dụ như là một sư đoàn 10.000 quân thì chắc trong đó chừng 7-8.000 quân, còn lại là quân số thôi, có tên. Chủ đề Afghanistan này ai bảo là không có cái vụ đu càng, có đu càng rồi này. Tôi nói sao không? Đu rớt mà, đu máy bay rớt luôn đó. Đu càng máy bay quân sự đàng hoàng nhá. mà sắp tới này cũng khổ tội cho mấy bác là cờ vàng bên Mỹ đó. Bây giờ bên Mỹ nó sẽ đón là một số người Pakistan qua là coi như là mất thần, là bóp thần là cái đám mấy bác bao quê. Chú đấm nổi tiếng nào như là chú đấm điện thoại của Mỹ là cho Mỹ. Có cái clip máy bay bay mà rớt từ trên máy bay xuống nó có thấy luôn đó. Đó đu càng rớt luôn á. Em thì em thấy vậy nè mấy anh. Em thấy vậy nè là có một cái mà em muốn so sánh giữa cái chuyện năm 75 với năm nay á, là khác biệt ở chỗ là gì mấy anh? Là người Mỹ bây giờ chơi kỳ quá. Những cái năm 75 rồi người Mỹ có báo trước cái hành trình là người Mỹ sẽ rời khỏi Việt Nam như thế nào, có một cái giai đoạn để cho Việt Nam Cộng Hòa có thể gọi là tự chứng chân. Còn ở đây tự nhiên cách đây mới có 1-2 tháng cái ông tổng thống ông truyền lệnh, ông bảo là bây giờ rút khỏi Afghanistan, ông làm rất là đột ngột, ông không cho cái ông tổng thống Afghanistan có cái thời gian để người ta chuẩn bị, chí ít thì cũng phải nói sớm chứ, tự nhiên vừa nói xong kéo quân chạy bà nó rồi, như vậy làm gấp gáp quá, người ta đâu có chuẩn bị được đâu. Nó không có cái hiệp định Paris cho nên nó mới vậy đó. Đúng. Hiệp định Paris chính xác là rút là với cái thứ hai nữa, không có cái hiệp định Paris, tại vì cái hiệp định Paris theo em nghĩ đó là cái chỉ báo rất lớn cho Việt Nam Cộng Hòa biết là Mỹ sắp đi rồi nha, tao sắp đi rồi nha chú em, còn em ở nhà em tự lo đi chứ anh đi rồi đó, anh chuẩn bị anh cuốn gói rồi đó, còn ở Afghanistan là coi như là không có báo cáo gì hết rồi. Tính nói cái gì là Afghanistan là không có cái vụ là Afghanistan hóa chiến tranh, tức là chưa có chuyển giao để cho tự tay cầm súng, nhưng mà nói rút là rút ngay. Nói chung là nước Mỹ trước khi mà rút khỏi Việt Nam họ có một cái gọi là cái kế hoạch gọi là cái gì, gió lốc bàn giao đúng không? Dạ. Kế hoạch gió lốc. Gió lốc là cái kế hoạch mà rút quân khỏi Việt Nam rồi giống như mình những gì mình đã xem á, nó có kế hoạch. Còn như Afghanistan là cố vấn Mỹ dự kiến là 1 tháng nữa, nhưng mà nó lẹ quá, nó không kịp lên kế hoạch.
cho nên mặt hai nó chạy. Chính là Mỹ là nó học từ cái bài học của chiến tranh Việt Nam, khi mà Mỹ nó rút ra, khi có thông báo trước đó, thì nó trở thành loạn. Nên bây giờ nó sẽ làm mạnh nhanh, đánh nhanh chút quẹ, và thứ nhất là nó không mất thời gian, không mất thời gian để chi viện nhiều. Thứ hai nữa là nó sợ coi như là chính quyền đó là coi như là nó nổi loạn, thì nó bắn giết lại là những người lính, những người nước phương Tây, những người mà đã là tham gia vào trong cuộc chiến đó, nó sợ. Tại vì nó thấy rằng dân Việt Nam, dân Việt Nam mà hiền, mà cái đám mà gọi là đám Hồi giáo nó cực đoan, nó quay lại nó phang, nó phải đánh Mỹ luôn. Nó phang Mỹ luôn, bây giờ nó theo... đánh những lẹ. Theo con á chú, cái nguyên nhân mà Mỹ rút nhanh diệt gọn kiểu này, đi nhanh kiểu này, theo con có một cái nguyên nhân á, là chắc là Mỹ cũng đã học được một cái bài là mấy anh sọc ở bên Cali rồi. Tại vì chứa mấy ảnh nhiều mệt quá, chứa mấy ảnh nhiều, mấy ảnh gây rối xã hội quá, thì bây giờ cái đợt này mình ít thôi, mình lấy ít thôi, mình lấy ở một cái chừng mực vừa phải thôi, để qua kia mình còn kiểm soát được. Chứ bây giờ mình mà làm giống như tụi 575 mình kéo nguyên một đợt như vậy, bây giờ mình phải nứa chứa rồi nuôi tụi nó mệt, cho nên kỳ này làm rút gọn rút nhỏ thôi, tiết kiệm chi phí. Đấy, theo con nghĩ là nha, vài bữa vượt biên nữa giờ giống như đợt trước giờ. Sẽ bơi ra biển vượt biên giờ. Có chứ, mình đóng đơn rồi. Bây giờ một số nó đang dự kiến qua bên Ấn Độ hay là bên Afghanistan, những cái nước lân cận. Taxi á, dạ Taxi, Kistan đồ đó, mấy nước gần đó. Có một cái điểm khác. Anh như chú Phú anh em, giá như cháu mà được nói với chính quyền Taliban một câu ấy, để mà khuyên mà sau này hòa hợp hòa giải dân tộc ấy, là sẽ vào cái hiến pháp luôn, là sau này cấm được nhắc Afghanistan, với lại cấm được mặc đồ lính đồ nhất. Những người nào mà nhắc lại những cái quá khứ bom thì tự nhiên nó thành một cái hiến định, không còn chia rẽ kẻ thù, mới lại khơi gợi là cái gì nữa. Cũng như bên Đức, cái ai mà làm cái việc mà nói về phát xít ấy là bỏ tù, không có, lại phải còn 3 que, mới 2 que rưỡi, cả 1 que rưỡi, mới 2.5 que. Những cái quá khứ gác lại, đồng ý không? Ghi vào hiến pháp luôn. Bây giờ là hiến pháp là một nước Taliban đặt tên là gì, thể chế gì, đúng không? Cái này nó là quá khứ, cấm một người dân nào được nhắc lại, khơi lại và có ý định sẽ là vào cái tội phản quốc luôn và nhanh vào hiến pháp, đúng không ạ? Không như Việt Nam không ghi những cái là có thể cho mặc đồ lính này kia. Nói chung là Việt Nam mình rất là dễ, còn mấy nước Trung Đông mà kiểu đó mẹ dân đã ném đá bị chết thì có chi bắt ra tay. Nhưng mà mình nghĩ rằng là chính quyền Taliban dành là khi mình nó nắm được chính quyền rồi, mình thấy nó sẽ cải tiến, nó không có cực đoan như ngày xưa nữa. Nó không có cực đoan mà trước đây khi mà nó đã có chính quyền, nó sẽ học cái bài học đó, và có thể là nó học tập theo chính sách của Việt Nam, nó sẽ không cực đoan. Cho nên những người dân bây giờ một số mà bỏ chạy đi là họ bị họ sợ là cái chính sách cực đoan trước đây của Taliban. Đúng rồi. Cái vấn đề mà Afghanistan á. Afghanistan nó có một rồi. Cái khác ở Việt Nam mà chúng ta thấy tôn giáo căn bản. Tôn giáo. Không phải. Nó khác ở đây nè. Ở Việt Nam mà trước khi chúng ta đánh vô Sài Gòn là chúng ta nghe rất nhiều cái câu rất quen thuộc, đó là tử thủ cộng sản mà cướp chiếm Xuân Lộc là phải bước qua xác chết của tao. Cộng sản mà chiếm được Đà Nẵng là phải tao phải bắn tới viên đạn cuối cùng đó. Nhưng mà Taliban nó không có, nên là mình cũng hoan nghênh cái chính quyền Afghanistan, họ chấp nhận không thua đâu. Trong cái hòa bình, đúng không? Thua chứ được. Còn không có mạnh một mấy ông nội ba quen ngày xưa tử thủ rồi cuối cùng đu càng hết, cộng sản chưa vô tới cầu Sài Gòn đu bà anh hết rồi. Phải là bài phong lẫm liệt. Dân áp Pakistan đang học nó cũng nhìn được cái gương của mấy bác cũng đang cùng hòa. Nên thôi. Bài học. Cho nên là khi mà Taliban nó bao vây thủ đô Kabul thì hầu như không có một tiếng súng. Có một cái rất là ok là cái chính quyền họ xác định được là họ sẽ thua, chắc chắn thua, cho nên họ đi trốn trước, chạy trước, không có tử thủ. Đang đoán xem là
Ngụy Afghanistan sẽ được mấy que, hai que hay là bốn que? Nhưng bây giờ mình lo lắng chỗ này thế này, thế nào mày bác sau này cũng đi biểu tình, bác tao que đi biểu tình chính quyền Mỹ, tại sao phải lo coi trọng là Ngụy Afghanistan nhiều hơn là Ngụy Việt Nam Cộng Hòa? Mấy bác sẽ bắt đầu hơn lên các lên những cuộc biểu tình là tái chiếm lại là danh dự của Việt Nam Cộng Hòa, không để bọn gọi là Afghanistan chiếm cái vị thế là người Việt tị nạn nó nước Mỹ lên. May quá mà các bác Ngụy, các bác Ngụy ở vùng Cali cái giá bất động sản nó hơi đắt, chứ giá mà cái khu đấy mà rẻ chắc mà tống hết cái Ngụy Afghanistan vào đấy sống chung cho nó đoàn kết cho cùng cảnh. Nhưng mà phải nói là đất ở đấy là đắt tương đối đắt so với Mỹ, là đất đấy đắt cho nên là không thể làm khu tái định cư ở đấy được. Em có coi một cái thông tin của cái báo, hình như là của báo Mỹ cách đây hình như là vài ngày á, thì em nghe nói hình như chính phủ Mỹ đã chuẩn bị sẵn rồi mấy anh chị, đã chuẩn bị sẵn một cái khu vực riêng cho người Afghanistan Ngụy này rồi, có chuẩn bị sẵn rồi cho nên là mình không sao. Và nghe thông tin em được biết thì cái khu vực này nó không có nằm gần Cali, chắc là cũng có lý do gì đó, đặt ở một cái địa điểm khác rồi, một cái bang khác rồi. Làm sao mà có ấy được ở Cali? Cali đất nó đắt, đất nó phải tương đối đắt, mà nhất ở cái vùng khu vực Mỹ vì khí hậu đấy nó tốt, mà Cali là cái bang đông người làm ăn thế, cho nên là làm cũng đã bảo là cái định cư của cái đấy là bất động sản nó đắt. Nó đưa mấy cái người áp lấy tăng là chắc về mấy vùng miền đông đó, nó lạnh lẽo ít cái người ở. Chính xác bố. Đúng chính xác là phải đưa về cái vùng sa mạc để hợp cái khí hậu họ, chứ đưa về cái vùng lạnh họ không chịu được đâu. Đưa về cái vùng sa mạc này là cái vùng là chỗ đào Minh Quân ấy. Cái vùng mà cái vùng Texas á, cái vùng mà sa mạc nhiều đó. Còn miền đông là miền đông là đô thị không à, đô thị lớn không à, không có cửa qua miền đông họ đâu. Không chịu được đâu, đưa về cái hay là cho lấy Đào Minh Quân nó lấy về nó làm lính sư đoàn để nó về Việt Nam cũng được. Texas thì ok, lại nói gì nói chứ dù sao thì ăn bám có thâm niên nó vẫn hơn là mới qua chỉ là đàn em thôi. Nay trong danh sách các lá cờ trên thế giới chuẩn bị điều chỉnh rồi mấy anh ơi, em chắc cũng phải đi mua một cái bản đồ lá cờ mới rồi, thay cái lá cờ cũ, thay cái bản đồ cũ đi, tại vì cái cờ Afghanistan nó thay chuẩn bị nó sắp thửa thay rồi, mình phải mua bộ mới mình đi dạy thì mới được chứ, bộ cũ cho nó không thích ứng với thời cuộc rồi.